Chỉ cần vượt qua Australia trong trận đấu này thì các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ có được số điểm bằng với đội tuyển Việt Nam, và lúc này thì họ hướng đến mục tiêu cạnh tranh về hiệu số ván thắng ván thua với đội tuyển của chúng ta, các nhà đương kim vô địch. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của các cầu thủ Australia trong trận đấu này. Đội bóng áo xanh thi đấu với đội hình gồm có số 2 Jensen Heike, số 3 Broski Tasha, số 4 Savia Satasha, số 6 đội trưởng Olivia Ojas, số 9 Rachel Roque, số 10 Lauren Bertolacci. Đây là cây trường 2 của Australia, và huấn luyện viên của Australia đó là ông Phạm Việt Nam. Và đội hình xuất phát của các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận đấu này gồm có số 1 Kim Moon Jong, số 2 Kim Yong Mi, số 3 Jong Jin Sim, số 5 Han Ok Sim, số 6 Min Ok Ju, số 9 đội trưởng Kim Kyung Suk và libero mang áo số 13 Kim Ok Hee. Huấn luyện viên trưởng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là bà Kang Ok Sun. Với những người đã nhiều năm theo dõi bóng chuyền Việt Nam cũng như bóng chuyền của châu lục thì Kang Ok Sun thực sự là một tượng đài lớn của bóng chuyền nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Khi còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia và khi chuyển sang công tác huấn luyện thì đây là một nhân vật có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của bóng chuyền nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Điều khiển trận đấu này, trọng tài thứ nhất ông Phạm Hùng Việt và trọng tài thứ hai là ông Nguyễn Thế Tùng, tổ trọng tài của Việt Nam. Điểm đầu tiên đã thuộc về đội tuyển Australia. Tiếp tục là quả phát bóng của Bertolacci. Quả phát bóng không thành công, vô đều. Và lúc này tại thành phố Buôn Ma Thuột trời đang mưa rất to. Trong những ngày thi đấu vừa qua tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Club Cup 2011, mặc dù điều kiện thời tiết không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng vẫn luôn có đông đảo các cổ động viên tới sân để theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu. Và chính sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả cũng góp phần mang đến rất nhiều trận đấu kịch tính và có chất lượng chuyên môn tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup năm nay. Mặc dù có chiều cao trung bình tốt hơn, nhưng các cầu thủ Australia tỏ ra khá lóng ngóng trong việc thực hiện phòng ngự. Người thực hiện quả phát bóng này là Kim Yong Mi, cũng là một quả phát bóng tấn công không thành công. Như vậy là chỉ trong những phút đầu tiên của trận đấu này thì cả hai đội đều đã có những lỗi phát bóng hỏng. Đây là đội trưởng Olivia Rochas, người đã có mặt trong 3 lần mà đội tuyển Australia sang Việt Nam tham dự các kỳ VTV Cup. Đó là pha ghi điểm. Ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam không thi đấu. Sau khi có được 2 chiến thắng cho Australia và Kazakhstan, đội tuyển Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng A với 4 điểm sau 2 trận thắng. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam cũng có mặt trên sân để theo dõi trận đấu của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đối thủ ở lượt trận tiếp theo của các nhà đương kim vô địch. Đó sẽ là trận đấu để phân vị trí thứ nhất và thứ hai của bảng A. Trong khi đó, ở trận đấu thứ hai của ngày thi đấu hôm nay, sinh viên Nhật Bản và Bắc Kinh Trung Quốc sẽ đối đầu trong trận đấu phân vị trí thứ nhất và thứ hai của bảng B. Người thực hiện quả phát bóng này là Jensen Heike. Khá nhiều những quả phát bóng không thành công.
diễn biến trên sân đang thể hiện sự chênh lệch về trình độ và đẳng cấp của hai đội bóng. Với mong muốn phát triển các môn bóng chuyền và bóng đá, đặc biệt là nội dung của nữ, thì trong thời gian qua các đội tuyển của Australia đều đăng ký và xin gia nhập vào Liên đoàn Châu Á, và họ đã có được những thành công đáng kể ở môn bóng đá nữ. Còn trong môn bóng chuyền thì tại giải vô địch châu Á, đội tuyển Australia chưa có được những thành tích thực sự đáng kể. Họ thường xếp ở vị trí thứ 9 hoặc vị trí thứ 10 và thường xếp sau đội tuyển Việt Nam. Vào tháng 9 này, khi giải bóng chuyền vô địch châu Á diễn ra tại Đài Loan, Trung Quốc, đó cũng sẽ là lúc mà đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đội tuyển Australia. Hai đội tạm dừng hội ý kỹ thuật lần đầu tiên trong ván đấu này. Tỷ số đang là 8-5. Trong những phút vừa qua thì Rachel Roque cũng đã có được một pha ghi điểm sở trường. Trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam thì Rachel Roque là mũi tấn công chính. Đó là trận đấu mà cầu thủ này ghi được 17 trên tổng số 44 điểm của toàn đội. Đó là một hiệu suất ghi điểm khá tốt. Một mình cầu thủ này đã ghi được hơn 35% tổng số điểm của toàn đội. Quả phát bóng của đội trưởng Kim Kyung Suk. Một đường truyền khá tốt của Bentolachi dành cho đồng đội. Và cái điểm của Tasha. Một sự khác biệt rất lớn được đánh giá ở sự chênh lệch trình độ giữa hai đội, đó là vị trí chuyền hai. Chân bóng tốt. Điểm thứ 7 dành cho đội tuyển Australia. Họ đang dần thu hẹp cách biệt về điểm số với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Những quả phát bóng xoáy và đi cắm rất khó chịu của Rachel Roque. Tiếc rằng điểm rơi vừa rồi đã đi hết đường biên ngang. Những phút vừa qua, Tasha Brodsky chính là hướng tấn công phát huy rất tốt hiệu quả ghi điểm. Khi mà Rachel Roque đang ở hàng sau, Tasha thường xuyên có những pha di chuyển ra vị trí số 2 đánh bóng chiến thuật. Bóng nhỏ thành công. Điểm cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 10-8. Khả năng phòng thủ trên lưới của Australia là khá tốt, nhưng sự yểm trợ hàng sau lại rất yếu. Chính như vậy, trong những phút yếu vừa qua thì đã có khá nhiều những tình huống đội bóng này để cho các cầu thủ bên phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực hiện thành công những pha bỏ bóng của mình. Tuy nhiên thì thế trận vẫn khá cân bằng, điểm số đang là 9-10. Rất khó chịu. Bóng tốt. Đổi một điểm cho Triều Tiên 11-9. Dường như trong trận đấu này, các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhập cuộc không thực sự tốt và họ chưa tạo ra được những áp lực nhất định về phía Australia.
Như vậy là bóng đã chạm tay chắn đi ra ngoài sau pha tấn công của số 3 Jong Jin-shin. Jong Jin-shin là vận động viên có lối di chuyển rất nhanh nhẹn. Vừa rồi là một động tác thả trên lưới rất khôn ngoan trong tình huống tranh chấp, và một động tác của Jong Jin-shin đã khiến cho cầu thủ rất cao to của Australia bên kia lưới bị bất ngờ và giật mình. Hiện tại dẫn dắt đội tuyển Australia là một huấn luyện viên Việt kiều, ông Phạm Việt Nam. Đã có khá nhiều người Việt Nam và những Việt kiều sinh sống và làm việc tại đất nước này đang đóng góp sức mình vào sự phát triển của bóng chuyền Australia. Trưởng đoàn của đội tuyển Australia tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup 2011 là ông Lê Thân Minh Châu, là một người trước đây cũng đã từng có những năm tháng gắn bó với bóng chuyền của quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và sau này thì ông đã có những đóng góp và thể hiện được sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm của mình vào sự phát triển của bóng chuyền Australia. Pha tổ chức tấn công rất đơn điệu và không quá khó để cho các vận động viên phòng thủ trên lưới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phán đoán ra ý đồ tấn công của điểm số đã là 15-9, một khoảng cách rất an toàn đã được thiết lập. Trong những phút thi đấu đã qua thì Australia vẫn chưa phát huy được khả năng tấn công của Roque. Đã có quá nhiều những pha phát bóng không chính xác trong ván đấu đầu tiên này, và hai đội tạm dừng mọi ý kỹ thuật lần thứ hai trong ván đấu đầu tiên khi mà Australia đang dẫn trước với điểm số là 16-10. Đó là pha tấn công của Rocky. Australia cần có nhiều đường bóng truyền cho Rocky hơn, khi mà đây chính là mũi tấn công chủ lực của đội bóng này. Rocky thi đấu không khéo léo nhưng chỉ có chiều cao và có uy lực trong những pha tấn công của mình. Đó là những lợi thế rất tốt cho một vận động viên chủ công. Rõ ràng là so với những lần tham dự VTV Cup trước đây, lần này các cầu thủ Australia đã thể hiện được một sự tiến bộ hơn hẳn. Họ không còn để thua những trận đấu một cách chóng vánh và xử lý tương đối đơn giản như trước. Trong ván đấu đầu tiên, tiếc rằng là đội bóng áo xanh lại mắc nhiều lỗi phát bóng hỏng, điều đó khiến họ để mất khá nhiều điểm đáng tiếc. Điểm cho đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 19-12.
bóng không chính xác của Rachel Roque. 20-12. Rachel Roque là cầu thủ có chiều cao tốt nhất trong đội hình của Australia. Cầu thủ này có chiều cao là 1m93. Chủ công Roque là vận động viên có những cú phát bóng tấn công rất uy lực. Nếu như vận động viên này cải thiện lên độ chính xác trong những pha phát bóng tấn công của mình thì đây có thể coi là một trong những vận động viên có cú phát bóng hay nhất tại giải đấu năm nay. Trong bóng chuyền hiện đại thì phát bóng tấn công đang trở thành một xu thế được các vận động viên sử dụng rất nhiều, đặc biệt là ở các đội bóng nam. Tuy nhiên, các đội bóng nữ do hạn chế về cầu cao cũng như thể lực đã không có nhiều những vận động viên thực hiện thành công được khả năng thi đấu này của mình. Vẫn là những pha tấn công rất uy lực của Roque. 22-13. Chỉ cần có thêm 3 điểm nữa thôi thì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ giành chiến thắng trong ván đấu đầu tiên này. Họ đang chiếm toàn hoàn thế trận và việc giành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Có khá nhiều những đường truyền lao ngắn được sử dụng trong lối chơi chiến thuật của các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Lối bước 1 của cầu thủ mang áo số 3 Chung Jin Sim. 15-22. Trong ván đấu đầu tiên này, những gì mà chúng ta được chứng kiến với màn thể hiện của các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì chắc chắn đây chưa phải là khả năng thi đấu tốt nhất của họ. Đội bóng này dường như vẫn chưa bung hết sức ra để thi đấu. Theo quan sát của chúng tôi trong trận đấu tập trước thềm giải đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì họ cũng đã có một vài sự thử nghiệm. Và đội bóng này có lẽ sẽ bung sức khi bắt đầu bước vào vòng bán kết. Không thể vượt qua được tay trắng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Điểm cho đội bóng áo đỏ 23-16. Phát bóng của Martin Hanna, cầu thủ được vào sân thay người trong ít phút trước đây. Tuyệt vời. Rất khó phán đoán cho những pha di chuyển chiến thuật giữa các vị trí trong đội hình của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nếu trường hợp sinh viên Nhật Bản gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong vòng bán kết thì đó thực sự là một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có khả năng di chuyển và biến hóa nhất về mặt chiến thuật thi đấu. Và thực sự đó sẽ là một cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi. Và lúc này thì các cặp bán kết vẫn còn đang bỏ ngỏ về những cái tên cụ thể nhất. Và chúng ta mới chỉ xác định được hai đội bóng đã giành quyền vào bán kết. Đó là đội tuyển Việt Nam và sinh viên Nhật Bản. Ván đấu đầu tiên của trận đấu này kết thúc với chiến thắng 25-17 thuộc về các cầu thủ đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Không quá khó khăn để họ giành được sự khởi đầu thuận lợi với ván thắng này.
Fantasy Quad, thiên đường trò chơi. Hãy lên đỉnh bà nà cùng Putin, Martin, Gapli khám phá thiên đường trò chơi, khu giải trí trong nhà hàng đầu Việt Nam với nhiều trò chơi mới lạ hấp dẫn. Fantasy Quad, thiên đường trò chơi. Feroli, công nghệ cho cuộc sống tiện nghi. Khi hai thái cực âm dương hòa hợp là lúc thế giới tạo ra vô số những điều kỳ diệu, cho chúng ta tận hưởng cuộc sống thêm sắc màu lúc giao hòa mưa nắng, cho những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp khi đêm gặp ngày và thứ hai dòng nước nóng lạnh hòa vào nhau. Đó chính là điều kỳ diệu Feroli mang lại cho cuộc sống. Feroli, công nghệ cho cuộc sống tiện. Vừa đến với những hình ảnh ấn tượng trong ván đấu đầu tiên. Dù phải chấp nhận kết quả thua cuộc trong ván đấu thứ nhất, nhưng việc ghi được 17 điểm trước đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng là một trong những điều đáng khen ngợi với đội tuyển Australia. Trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, dù để thua với tỷ số 0-3, nhưng các cầu thủ Australia cũng đã ghi được 60 điểm. Họ kém đội tuyển Việt Nam 15 điểm và thua chung cuộc sau 3 set. Ở hai kỳ VTV Cup trước, mỗi khi tham dự giải đấu thì đội tuyển Australia thường không có được thành tích tốt và họ đã thường thua một cách tương đối dễ dàng trước các đội bóng mạnh như đội tuyển Việt Nam hay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Năm 2008 cũng đã từng vượt qua đối thủ này với tỷ số dễ dàng 3-0. Với tố chất về chiều cao và con người hiện có thì Australia cũng có những cơ sở để có thể phát triển môn thể thao này. Hiện tại ở giải vô địch quốc gia, Australia có 6 câu lạc bộ thi đấu. Đội bóng vô địch nhiều lần nhất chính là câu lạc bộ Victoria của Melbourne. Cầu thủ mang áo số 11 Kataria Osachus đã có khá nhiều sự thay đổi về nhân sự trong ván đấu đầu tiên và cả ván đấu thứ hai này. Ở tình huống điều chỉnh bước 1 của đội trưởng Olivia Osachus thì cầu thủ mang số 11 đã di chuyển và chắn pha xử lý của cầu thủ mang số 6 và điều đó khiến cho họ đã để mất một điểm rất đáng tiếc. Ở tình huống vừa rồi, nếu đặt vào trường hợp của các cầu thủ sinh viên Nhật Bản hay sinh viên Thái Lan thì nhiệm vụ cứu bóng là quá đơn giản. Đội bóng áo xanh có thể không kém ở khả năng tấn công biên và họ vẫn ghi điểm khá tốt nhưng lại dễ dàng mắc lỗi cắt bóng hoặc lỗi phòng ngự hàng sau. Điểm số được cân bằng 3 đều. Vừa rồi là một pha ghi điểm ở vị trí số 3. Với chiều cao tốt, khu công của đội tuyển Australia đã vượt qua được hàng chắn của đối phương. Như vậy là trọng tài Thanh Tùng đã xác định các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã mắc lỗi vị trí.
điểm số được nâng lên là 4-3 cho Australia. Dường như trong ván đấu thứ hai này, các cầu thủ Australia đã thi đấu tự tin hơn. Chính vì vậy, chúng ta có thể thấy là trong các pha triển khai tấn công của đội bóng này đã trở nên mạch lạc và biến hóa hơn. Khả năng phòng thủ hàng sau của Australia là rất yếu. Có thể thấy là trong số 9 đội bóng có mặt tại VTV Sun Group Cup năm 2011 này thì Australia và Kazakhstan chính là hai đội bóng đã bộc lộ cái khả năng phòng thủ hàng sau yếu kém nhất của giải đấu này. Vẫn là những pha phát bóng rất uy lực nhưng vẫn thiếu một chút chuẩn xác. Trong trận đấu thứ hai của Australia tại giải đấu năm nay thì chủ công Roque vẫn chưa phát huy được khả năng ghi điểm như trong trận đấu họ gặp đội chủ nhà đội tuyển Việt Nam. Đội trưởng Ochad bên phía Australia thi đấu ở vị trí chủ công nhưng chị lại chính là một trong những vận động viên có thể hình thấp nhất bên phía Australia. Điểm số đã là 7-5. Australia cần tập trung hơn trong những pha tấn công của mình. Họ đã thực hiện quá nhiều những pha tấn công thiếu chính xác. Như vậy là pha tấn công ở vị trí số 3 của Jong Jin Shin, bóng đã đi xuyên qua chắn và rơi xuống sân. Điểm số là 8-5 và hai đội tạm dừng hội ý chiến thuật lần đầu tiên trong ván đấu thứ hai. Australia là đội bóng thi đấu với một tinh thần cầu thị rất lớn và chúng tôi tin rằng sau những giải đấu như thế này thì đội bóng này sẽ rút ra cho mình được nhiều kinh nghiệm quý báu trong nghề nghiệp. Đó là lỗi phòng thủ bước 1 của đội trưởng Ochak. Sự thay đổi người bên phía đội tuyển Australia, Jennifer Day vào sân để thay cho đội trưởng Olivia Ochak. Trong buổi ván đấu thì huấn luyện viên Phạm Việt Nam vẫn thực hiện khá nhiều những sự điều chỉnh. Vừa rồi là một pha tấn công tốc độ và đầy sức mạnh của đội tuyển Australia. Phong cách ghi điểm thường thấy của các chủ công có chiều cao tốt bên phía đội bóng này. Tuyệt vời. Đáp lại là một pha phối hợp chiến thuật được thực hiện một cách rất mềm mại và cũng rất hiệu quả.
điểm số đang là 16. Nếu như có một cây chuyền hai tốt hơn như Watanabe của đội tuyển Nhật Bản chẳng hạn thì có lẽ là khả năng ghi điểm của đội tuyển Australia sẽ còn lợi hại hơn rất nhiều. Tại giải năm nay thì đội tuyển single Nhật Bản có hai vị trí chuyền hai được đánh giá cao. Vị trí chuyền hai chính thức là Yamaguchi, và Watanabe trong trận đấu đầu tiên gặp single Thái Lan cũng đã cho thấy khả năng điều tiết trận đấu rất tốt của mình. Đó là trường hợp của đội ăn không hết và đội thì lần không ra, bởi khả năng chuyền hai của Bertolacci là tương đối kém hơn so với các đồng nghiệp ở các đội bóng còn lại tham dự giải đấu năm nay. Rất khó để cho cầu thủ mang áo số 14, đó là Hanna Martin, có thể ghi điểm với một cú đánh từ xa lưới và cũng không có được sự thuận lợi trong bước vào đà để dứt điểm. Chắn bóng tốt, đó là pha chắn bóng thành công của Kim Moon Jong. Nhiều khả năng ván đấu thứ hai sẽ kết thúc với tỷ số còn chênh lệch hơn so với ván đấu đầu tiên. Bóng đá chạm tay chắn của Kim Moon Jong ra ngoài, một tình huống mà Kim Moon Jong và người đồng đội Min Ok Su đã nhảy bóng chắn hơi sớm. Min Ok Su quá xa rất nhanh để đưa ra pha xử lý từ bước 2. 15-7. Bóng chạm cột giới hạn, điểm cho đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 16-7. Hai đội tạm dừng hội ý kỹ thuật lần thứ hai trong ván đấu này. Khoảng cách trong thời điểm này là rất lớn và chúng ta có thể nhận thấy là có rất nhiều sự khác biệt trong lối chơi cũng như chất lượng chuyên môn của cả hai đội bóng này. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiệu quả trong những pha tấn công nhanh nhẹn và phòng thủ hàng sau, cũng như luôn là đội bóng có tổ chức rất chặt chẽ. Có lẽ trong bóng chuyền thì những yếu tố đó chưa thể tạo ra được sự khác biệt lớn. Rất khó có thể dùng những yếu tố đó để có thể khỏa lấp được những thua thiệt về chuyên môn. Điểm số trên sân đang phản ánh rất chính xác cục diện của trận đấu. 16-7. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thi đấu rất khôn ngoan, rất kinh nghiệm và lắt léo. Sự lắt léo được thể hiện ngay từ những pha phát bóng. Đánh bóng tốt, đó là pha ghi điểm của chủ công số 14 Martin. Martin đã thực hiện pha tấn công ở vị trí số 4, bóng đi ba tay chắn ra ngoài. Như chúng tôi đã nhận xét thì Australia là đội bóng luôn thi đấu với một tinh thần thể thao rất cao. Họ luôn thi đấu tới những điểm số cuối cùng, cho dù khoảng cách giữa hai đội
là có là bao nhiêu. Vừa rồi là một tình huống cho thấy sự bất lợi về tầm đánh thấp của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trước một pha chắn bóng được tổ chức tốt của đội tuyển Australia. Vừa rồi thì hàng chắn có chiều cao tốt của đội bóng áo xanh đã phát huy được tác dụng. Những pha tấn công gần đây của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thường xuyên bị hàng chắn của đối phương theo bám rất sát, cho dù đó là những pha xử lý ở vị trí số 4 hay ở vị trí số 3. Nếu đẩy cao tốc độ hơn nữa thì đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ có thể đánh bại được hàng chắn của đối thủ. Ok. Những pha đối công rất hay. Ok. Rất khôn ngoan. Thật khó để chúng ta có thể hình dung với pha vào đà và động tác vừa rồi. Thì Roque không tung ra một cú đập như bố bổ mà thay vào đó là một pha xử lý rất tinh tế. Chúng ta nên có một lời khen ngợi cho Roque trong pha xử lý vừa rồi phải không anh Trần Nam? À, rất chính xác kìa. Chị Huyền có thể thấy không, trong gần như hai ván thi đấu đã qua thì Roque thường xuyên thực hiện những pha tấn công uy lực. Nhưng khi mà chị thấy các vận động viên phòng thủ hàng sau bên phía rất tập trung để phòng thủ những pha tấn công uy lực đó, thì Roque đã xử lý một tình huống gọi là chúng ta thấy là rất hay ở chỗ là không chỉ là mạnh mẽ mà còn rất mềm mại. Vâng, vừa rồi thì Roque cũng đã tạo nên một pha ghi điểm với phong cách thường thấy của mình với một cú đập uy lực bóng đi rất cắm. Đang có sự hồi phục trong tinh thần thi đấu và cả khả năng ghi điểm của đội tuyển Australia 12-18. Trong ít phút thi đấu vừa qua thì Roque chính là ngôi sao sáng nhất bên phía Australia. Chỉ đã giúp cho đội bóng của mình ghi 3 điểm liên tiếp với 3 tình huống rất khác nhau. Một pha bỏ bóng thông minh, một pha tấn công uy lực sở trường và một pha chắn bóng hiệu quả. Đã có những thời điểm chúng ta đã dự đoán rằng Australia rất có thể sẽ tiếp tục thua ở ván đấu thứ hai và thua với một khoảng cách lớn hơn so với ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên đến thời điểm này khi mà điểm số giữa hai đội là 18-12 thì rất có thể cái nhận định của chúng ta đã không còn chính xác. Chỉ cần ghi thêm được 5 điểm nữa thôi thì Australia sẽ thiết lập được cái điểm số mà họ ghi được trong ván đấu đầu tiên. Điểm trung những động tác bước một và khả năng phòng ngự của đội bóng áo xanh vẫn còn khá vụng. Chỉ với một tình huống bước một không tốt đã khiến cho đội hình và các vị trí trên sân bị xáo trộn. 20-12. Đường truyền cho Hanan Martin rất tốt. Tấn công chính xác ở vị trí số 2. Cần có thêm những pha xử lý như vậy để chia sẻ gánh nặng tấn công với Rachel Roque. Đó không chỉ là một pha ghi điểm đơn thuần mà đó có thể coi là một trong những pha phối hợp tấn công hay nhất của Australia trong ván đấu thứ hai này. Roque bóng ngoài sân, đổi ba điểm về cho các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 21-13. Tôi đã
Trước những quả phát bóng tấn công đa dạng của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì có vẻ như các cầu thủ ở hàng sau của Australia thường với tâm lý trong việc điều chỉnh bước một. Một đường chuyền rất khó để xử lý của cầu thủ mang áo số 6 Minokju dành cho đồng đội. Bóng đi nhanh nhưng không có đủ độ cao cần thiết để các đồng đội đưa ra pha xử lý trên lưới. Sẽ lại tiếp tục là một pha phát bóng tấn công uy lực của Roque và chúng ta cổ vũ cho chị thực hiện thành công pha phát bóng của mình. Bóng chạm tay chắn của cầu thủ mang áo số 2 chưa xem hơi kê ra ngoài. 23-14. Đội tuyển Australia xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Sẽ có những nhắc nhở của huấn luyện viên Phạm Việt Nam dành cho các học trò của mình. Ở hai kỳ VTV Cup trước thì ông Phạm Việt Nam ở vai trò là huấn luyện viên phó của đội bóng này. Còn giờ đây thì ông đảm nhận một vai trò quan trọng hơn, đó là người dẫn dắt lối chơi cho đội tuyển Australia. Với số điểm 23-14, có thể thấy là nhận định về khả năng có một bàn thắng với tỷ số cách biệt lớn hơn bàn đấu đầu tiên lại trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Thế chủ động đang thuộc về đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đặc biệt là khi đối thủ của họ đang thực hiện việc bước một rất không tốt. 24-14, cách biệt lên tới 10 điểm. Và phát bóng không thành công của đội trưởng Kim Kyung Suk. Cơ hội để ghi điểm quyết định. Trọng tài xác định là bóng chạm tay trái đội tuyển Australia ra ngoài. 25-15 là tỷ số của bàn đấu thứ hai, với cách biệt lên đến 10 điểm. Đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã nâng tỷ số cuộc trận đấu này lên 2-0 sau hai bàn đấu. Mana Hills, đường lên thiên cảnh. Chốn nắng hạ, xuyên mây tới bồng lai. Chốn tâm linh hội tụ. Bên ánh lửa hồng, tận hưởng tiết trời đông. Trải nghiệm bốn mùa trong một ngày. Mana Hills, đường lên thiên cảnh. Feroli, công nghệ cho cuộc sống tiện nghi. Khi hai thái cực âm dương hòa hợp là lúc thế giới tạo ra vô số những điều kỳ diệu cho chúng ta tận hưởng cuộc sống thêm sắc màu, lúc giao hòa mưa nắng, cho những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp khi đêm gặp ngày và thứ hai dòng nước nóng lạnh hòa vào nhau. Đó chính là điều kỳ diệu Feroli mang lại cho cuộc sống. Feroli, công nghệ cho cuộc sống tiện.
Tấn công giữ lưới rất tốt của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Điểm khởi đầu cho ván đấu thứ 3. Giành chiến thắng trong hai ván đấu đầu tiên là một lợi thế rất lớn. Và chúng tôi tin rằng là với bản lĩnh của mình thì rất khó để cho các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thể hiện sự chủ quan hay đánh mất thế trận trong ván đấu thứ 3. Với phong cách thi đấu thường thấy của đội bóng này và với một huấn luyện viên nghiêm khắc và giàu cá tính như huấn luyện viên Kang Ok-sun thì chắc chắn là bà sẽ không để cho các học trò có bất cứ một dấu hiệu nào chủ quan trong ván đấu thứ 3. Chính vì thế mà các cầu thủ Australia nếu muốn có được một ván thắng thì họ sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều, đặc biệt trong việc cải thiện khả năng xử lý ở bước 1. Hai pha ghi điểm đầu tiên của đội bóng áo đỏ đều đến ở vị trí số 3. Một trong những phương án triển khai tấn công rất hiệu quả của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đó chính là việc các vận động viên từ biên di chuyển vào vị trí số 3 và thực hiện những pha đánh bóng nhanh ở vị trí số 3. Có thể thấy đây là chính là một trong những phương án tấn công ấn tượng nhất mà đội bóng này tạo ra trong những phút thi đấu đã qua. Bóng đi ra ngoài biên. Điểm số đã là 4-1 nghiêng về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vẫn là những đường truyền rất rộng và rất cao ra biên cho Roque, và trong tình huống này mặc dù các vị trí phòng thủ hàng sau của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phán đoán được ý đồ tấn công của Roque, nhưng với những pha tấn công uy lực và tầm cao như vậy thì dường như không còn cơ hội cho các vị trí phòng thủ hàng sau bên phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hai đội vẫn đang thi đấu rất tập trung trong ván đấu thứ 3 này. Năm nay nên đặt cho cầu thủ mang số 9 với những quả đập như vậy là rocket thì đúng hơn. Hàng sau của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mặc dù khả năng phòng ngự là rất tốt nhưng cũng khá nhiều lần lao đao trước những quả đập như vậy. Đáp trả lại là sự tinh tế không mất sức của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Với một pha xử lý thông minh ở trên lưới vừa rồi, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lên điểm thứ 6. Vận dụng đa dạng lối chơi, vận dụng đa dạng các phương án ghi điểm, đấy mới thực sự là đội bóng có đẳng cấp, và đó là điều mà chúng ta được nhìn thấy qua những phút thi đấu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Họ đã triển khai được một lối chơi rất hiệu quả. Rất nhiều những pha đánh nhanh ở vị trí số 3.
Những pha triển khai tấn công đánh nhanh đã khiến cho Australia không kịp triển khai các vị trí phòng thủ trên lưới. Hai đội tạm dừng hội ý kỹ thuật lần đầu tiên trong ván đấu thứ ba. Khoảng cách đang được tạo ra là 5 điểm. Mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ và cũng đã được quan sát đối phương thi đấu trong trận đấu đầu tiên, tuy nhiên bước vào trận đấu ngày hôm nay thì đội bóng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn thi đấu với một thái độ và tinh thần thi đấu rất cao. Cơ hội cho Australia. Roque. Đó là một pha tấn công mang thương hiệu Roque. Roque đang thi đấu rất khởi sắc. Rất tỉnh táo và khôn ngoan khi mà các vị trí phòng thủ hàng sau của Australia chưa kịp tổ chức đội hình thì với một pha đánh bóng từ bước 2 không cần quan sát nhưng đã tạo ra rất nhiều sự bất ngờ. Chiến thắng trong pha tranh chấp tấn công đã thuộc về số 2 bên phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đó là vận động viên Kim Jong Mi. Bóng chạm tay chắn ra ngoài sân, đổi vào điểm cho Australia 5-10. Theo quan sát của chúng tôi thì trong trận đấu ngày hôm nay, đội trưởng Ochak bên phía Australia không có được một tâm lý thi đấu tốt, chị đã mắc phải khá nhiều lỗi căn bản. Đó mới là những pha tấn công sở trường của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chung Jin Sim di chuyển và dứt điểm với những pha xử lý quen thuộc ở vị trí giữa lưới như vậy, nhưng vẫn luôn khiến cho hàng phòng ngự và đặc biệt là hàng chắn của Australia bị bất ngờ. Trận đấu này Kim Yong Mi cũng thi đấu khá hay, dù không nổi bật như Chung Jin Sim, nhưng cầu thủ mang số 2 với những pha di chuyển chiến thuật và vẫn đóng góp đáng kể vào khả năng ghi điểm của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đường chuyền không tốt của Betolachi và cây chuyền hai này cũng đã mắc lỗi hai chạm khi thực hiện pha chuyền bóng.
bước sang ván đấu thứ 3, dù có ít cơ hội được phát bóng tấn công hơn, nhưng dường như là khả năng phát bóng của đội Australia cũng đã được cải thiện. Trong 3 ván đấu thì ván thứ nhất chính là thời điểm mà đội bóng này phát bóng tệ nhất. Họ mắc không dưới 5 lỗi phát bóng hỏng trong một ván. Đó là một tỷ lệ quá lớn. Điểm Triều Tiên 15. Theo anh Trần Nam thì với diễn biến trên sân trong ván đấu thứ 3, liệu các cầu thủ Australia có thể tạo nên một bất ngờ hay có thể ghi được nhiều hơn số điểm là 17 so với ván đấu đầu tiên không? Có thể nói là rất khó để tạo ra bất ngờ. Nó chính xác là không thể tạo ra bất ngờ. Nhưng về điểm số thì đó là một dự đoán rất khó. Nhưng tôi cổ vũ cho việc Australia ghi được nhiều hơn con số 17 điểm trong ván đấu đầu tiên. Tôi nghĩ đó là một hy vọng có cơ sở, bởi ít nhất thì trong những phút vừa qua, những pha phối hợp chiến thuật của bóng này cũng được triển khai một cách khá mạch lạc. Và những sự nhắc nhở, điều chỉnh của huấn luyện viên trong những giây phút được nghỉ hội ý rõ ràng cũng đã giúp cho các cầu thủ của Australia có được một sự ổn định hơn về mặt tâm lý. Họ cải thiện được khả năng giao bóng, cải thiện được khả năng điều chỉnh bước một ở hàng sau. Và nếu như chúng ta vẫn đặt ra một giả thiết là đội bóng này có một cây chuyền hai tốt hơn, thì có lẽ là việc vượt quá số điểm là 17 trong mỗi một ván đấu không phải là một nhiệm vụ quá khó. Bởi thực sự là đội bóng này cũng có những cầu thủ có khả năng tấn công tương đối tốt. Vấn đề ở đây tôi xin bổ sung một chút, là vấn đề ở đây là phải chính xác hơn trong những pha tấn công của mình. Australia chơi tấn công ăn miếng trả miếng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhưng vấn đề là họ tự đánh hỏng nhiều quá. Nếu như hạn chế bớt lỗi đánh hỏng thì tôi tin chắc rằng con số 17 không phải là một cái giới hạn quá lớn. Với một đội bóng có lối chơi ở tầm thấp như đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, việc họ thực hiện nhiều những pha phối hợp đánh nhú hay đánh chồng là một điều rất thường thấy trong các trận đấu. Trước đội tuyển Australia trong trận đấu này cũng vậy. Trận đấu tiếp tục với quả phát bóng của Jong Jin Sim. Pha đập bóng rất tốt của Roche. Sự thay đổi ở vị trí chuyền hai. Lucy Bett có lẽ sẽ là người được chỉ định làm nhiệm vụ chuyền hai thay cho cầu thủ mang áo số 10 Lauren Bertolacci. Thêm vào đó thì Jensen Hake cũng đã trở lại. Mà khả năng ghi điểm của Roque đã được cải thiện thì rõ ràng là tỷ lệ ghi điểm của đội Australia cũng tăng lên. Mười bảy, mười một cho đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Này sẽ có cơ hội để thực hiện quả phát bóng tấn công. Roque vẫn thực hiện khá tốt từ động tác tung bóng và những bước vào đà cũng như nhảy phát bóng. Chỉ có điều điểm rơi vẫn chưa đi chính xác.
không có lưới. Lối đánh hỏng của phụ công Jensen. 19-12. Vẫn là những pha xử lý rất tinh tế, và đó là những pha xử lý đã loại bỏ hoàn toàn các vị trí phòng thủ trên lưới của Australia. Như vậy là huấn luyện viên Phạm Việt Nam đã phải xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Điểm số đang là 20-12, khoảng cách là 8 điểm. Chiến thắng sẽ lại một lần nữa gọi tên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên đây là một trận đấu và việc huấn luyện viên đưa ra những điều chỉnh cho đội bóng mình là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đây là thời điểm mà Australia không thể lật ngược được thế trận, nhưng sự điều chỉnh trong lối chơi sẽ giúp cho đội bóng này thi đấu hay hơn, và điều đó sẽ giúp cho khán giả có được nhiều hơn nữa những pha bóng đẹp. Có phát bóng không thành công của cầu thủ mang áo số 5 Han Ok Sim. Cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội hình của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sang Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup năm nay. Đó là cầu thủ sinh năm 1985, Kyunju và Libero Kimoki. Ngoài ra còn có một cầu thủ sinh năm 1988, đó là đội trưởng Kim Kyung Suk. Còn lại là các cầu thủ sinh từ năm 1990 đến năm 1993. Đặc biệt là có rất nhiều những cầu thủ trẻ từng sang Việt Nam tham dự VTV Cup 2008 giờ đây đã là thành viên của đội tuyển quốc gia, và đó thực sự là một cách biệt đang ngày càng được nới rộng hơn khi mà ván đấu thứ ba đang đi gần tới điểm quyết định. Vừa rồi là lỗi bước một của cầu thủ mang áo số 5 Jennifer Day. Điểm quyết định của trận đấu đã ở phía trước của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 3-0, và chiến thắng này giúp cho họ tiếp tục cạnh tranh với đội tuyển Việt Nam trong việc giành vị trí nhất bảng A để giành quyền vào bán kết với cặp đấu thuận lợi hơn. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây sẽ là phần bình luận sau trận đấu của Đài Truyền Việt Nam. Fantasy Park, thiên đường trò chơi. Hãy lên đỉnh bà nhà cùng Putin, Martin, Gapley khám phá thiên đường trò chơi, khu giải trí trong nhà hàng đầu Việt Nam với nhiều trò chơi mới lạ hấp dẫn. Fantasy Park, thiên đường trò chơi. Feroli, công nghệ cho cuộc sống tiện nghi. Khi hai thái cực âm dương hòa hợp là lúc thế giới tạo ra vô số những điều kỳ diệu, cho chúng ta tận hưởng cuộc sống thêm sắc màu lúc giao hòa mưa nắng, cho những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp khi đêm gặp ngày, và thứ hai dòng nước nóng lạnh hòa vào nhau. Đó chính là điều kỳ diệu Feroli mang lại cho cuộc sống. Feroli, công nghệ cho cuộc sống tiện nghi. Đạm vàng đồng châu 46A+, chi phí ít hơn, lợi nhuận cao hơn.
Mana Hills, đường lên tiên cảnh. Chốn nắng hạ, xuyên mây tới bồng lai. Gặp mùa xuân giữa thiên nhiên kỳ thú. Trong giáng thu, chốn tâm linh hội tụ. Bên ánh lửa hồng, tận hưởng tiết trời đông. Trải nghiệm bốn mùa trong một ngày. Bà Nà Hiêu, đường lên tiên cảnh. Đúng như dự đoán của chúng tôi, trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup 2011 đã kết thúc với chiến thắng cách biệt 3-0 thuộc về đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trước đội tuyển Australia. Và như vậy thì đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lúc này tạm thời vươn lên xếp đầu bảng A nhờ hơn đội tuyển Việt Nam ở hiệu số điểm thắng điểm thua. Vị trí thứ nhất và thứ hai của bảng đấu này sẽ chỉ được phân định sau cuộc đối đầu trực tiếp giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở lượt trận thứ ba. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với phần bình luận sau trận đấu cùng với bình luận viên Trần Nam. Anh Trần Nam này, một chiến thắng như chúng ta đã dự đoán và một chiến thắng cách biệt thuộc về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, điều đó không khiến ai phải bất ngờ. Nhưng anh có bất ngờ không với cách thể hiện ngày hôm nay của đội tuyển Australia? Thực ra mà nói thì tôi không hề bất ngờ. Australia vẫn thường thế, họ thi đấu tận tình, thi đấu mặc dù là không phải là đội bóng mạnh nhưng cái tính chuyên nghiệp của đội bóng này là cái điều mà họ thường xuyên thể hiện. Vậy còn đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì sao? Anh có cảm nhận được rằng là dường như trong trận đấu này thì họ chưa bung hết sức, bởi rất nhiều thời điểm thì nếu như thi đấu với tốc độ cao như chúng ta vẫn thường thấy và quan sát họ tập luyện thì có lẽ là trận đấu này có thể kết thúc còn sớm hơn và một tỷ số còn đậm hơn. Nhưng đội bóng này dường như vẫn cũng đang có một chút tính toán cho trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Chính xác là hôm nay đấy là cái cách chơi mà huấn luyện viên trưởng bên phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân đã chỉ đạo các học trò. Họ mạnh hơn đối thủ, họ sẽ chiến thắng đối thủ. Giống như chúng ta đã dự đoán, họ nhận ra điều đó và họ đến đây với tư cách là một ứng cử viên cho chức vô địch. Vậy thì phía trước họ còn rất nhiều trận đấu mà đối thủ sẽ là những đội bóng nặng ký hơn rất nhiều so với Australia. Và cái việc họ thi đấu chậm, thi đấu mang nặng yếu tố chiến thuật nhiều hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Vâng, có lẽ là việc tính toán cho một chặng đường dài là một điều cần thiết khi mà hành trình phía trước vẫn còn gian nan để có thể đến về danh hiệu cao nhất. Và lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu dưới hiện trường. Lúc này thì phóng viên Nguyễn Nghĩa đã sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn cùng với Libero của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đó là Kim Bốc Huy. Xin mời phóng viên Nguyễn Nghĩa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đã có được chiến thắng thứ hai tại giải đấu lần này và họ cũng là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch của VTV Sun Group Cup 2011 năm nay. Bên cạnh tôi đây đang là vận động viên Libero đeo áo số 13 của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một vận động viên đã thi đấu rất hay ở trong trận đấu vừa rồi. Xin chào bạn, bạn có thể đánh giá như thế nào về cái trận đấu vừa rồi với đội tuyển Australia? 그러니까 우리는 항상 평 수염만 우리 장군님께서 교수님 밝혀주신 주체적인 조건들은 낮고 빠른 공연 경기 전법을 오늘 경기에서 발휘했기 때문에 우리가 오늘 성과를 거둘 수 있었습니다. Thực ra thì trong trận đấu vừa rồi đội tuyển Australia đã thực sự là đấu rất là tốt và chúng tôi đến với mỗi trận đấu thì với tinh thần học hỏi là chính nên chúng tôi đánh giá rất là cao đội bạn. Vâng, có thể đó là một cái câu hỏi trả lời rất là khiêm tốn, bởi vì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một cái đội bóng mạnh và họ đã có hai chiến thắng cùng với tỷ số 3-0 ở trong cái giải đấu lần này. Vậy bạn có biết gì về đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và bạn đánh giá như thế nào về đội bóng này, đội chủ nhà của VTV Cup năm nay? Vietnam 팀에 대해서 어떻게 평가하십니까?
우린 이번에 그 베트남 당이자 우린 내 앞에 경기인데 우리하고 같은 경기인데 많이 배우고 우린 평시 오늘같이 하던 그대로 해서 내일 성과를 거두려고 합니다. 성과를. 성과를? Thực sự thì chúng tôi đến đây là lần thứ hai chúng tôi đến với Việt Nam và chúng tôi thấy đội Việt Nam thực sự là một đội rất là mạnh. Chúng tôi thấy rằng là chúng tôi còn rất là nhiều thiếu sót cần phải học hỏi. Ở trong đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam thì bạn đánh giá cao vị trí nào của đội tuyển? Trong đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam thì bạn đánh giá cao vị trí nào của đội tuyển? Trong đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam thì bạn đánh giá cao vị trí nào của đội tuyển? Là thường xuyên là chúng tôi thường xuyên là tạo ra những cú đánh rất là khó khăn với đội bạn. Cũng đâu cả, nhưng mà tôi cố gắng, mọi người đều đã tập trung để ra trận đấu, một lần sẽ cố gắng hết mình. Những lời của tôi. Mỗi khi mà xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam thì chúng tôi đều rất là ngưỡng mộ vận động viên số 4 và chúng tôi thường nói một câu rất là cầu thủ này thực sự là xuất sắc, vận động viên này thực sự xuất sắc. Xin cảm ơn bạn về cuộc trao đổi vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tâm sự của vận động viên mang áo số 13 của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với trường quay với phần bình luận sau trận đấu của bình luận viên Tiểu Huyền và bình luận viên Trần Nam. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Nguyễn Nghĩa. Xin được nói thêm với quý vị và các bạn là Kim Hock Hee là một trong hai vận động viên giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam, Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sang Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup năm nay. Và cầu thủ này cũng đã từng có mặt trong thành phần của đội bóng này, đã lên ngôi vô địch năm 2008 tại VTV Cup khi giải đấu được tổ chức tại Cần Thơ. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì Kim Hock Hee có lẽ cũng đã cảm nhận được phần nào sự khó khăn mà cầu thủ mang số 9 bên phía đội tuyển Australia, đó là Rachael Roque tạo ra. Anh Trần Nam này, anh nhận thấy như thế nào về lối chơi của Roque ngày hôm nay? Cho dù cầu thủ này gặp đôi chút khó khăn trong việc nhận bóng của đồng đội và vượt qua hàng chắn của đối thủ trong ván đấu thứ nhất, nhưng ở các ván đấu còn lại thì sao? Các ván đấu còn lại thì chúng ta có thể thấy là cái hiệu suất ghi điểm của Roque đã trở nên rõ ràng hơn, cụ thể là nhiều hơn so với ván đấu đầu tiên. Roque thi đấu linh hoạt hơn, chị đã có những cái pha bỏ nhỏ, có những pha chắn bóng thành công. Và khi cái sự tự tin trở lại thì chúng ta lại thấy được một Roque thi đấu đúng như trong trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Việt Nam. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm sáng nhất của